Xin kính chào quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Bóng Đá Plus. Tiền đạo Oso Konan, người từng thi đấu rất thành công cho màu áo câu lạc bộ Nam Định ở V-League 2021, đã qua đời tại bờ biển Nga vào rạng sáng ngày 4 tháng 1 sau khi bị người con của cha dượng hạ độc. Cũng phải nói thêm rằng, Oso Konan không phải là trường hợp ngoại binh thương tâm duy nhất từng đến Việt Nam chơi bóng và phải lìa biệt cõi đời. Dưới đây là những giã biệt đáng buồn nhất mà bóng đá Việt Nam từng hay tin liên quan đến các ngoại binh xấu số. Thứ nhất là trường hợp của cựu tuyển thủ Olympic Cameroon đột tử trên sân quân khu 4. Theo đó, vào chiều ngày 12 tháng 10 năm 2016, Atagana Clermont Francis đang thực hiện bài tập khởi động với bóng cùng đội quân khu 4 thì bất ngờ ngã quỵ xuống sân, bất tỉnh nhân sự. Mặc dù các đồng đội và ban huấn luyện đã gọi xe cấp cứu đưa Francis đến bệnh viện quân y quân khu 4 cấp cứu, nhưng cầu thủ này đã chút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện. Francis là cầu thủ từng góp mặt trong đội hình Olympic Cameroon dự Cúp Bách Việt 2006 tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh cũng từng có thời gian chơi cho câu lạc bộ Inbox FC của thủ đô Yaoundé, Cameroon và có thời gian ngắn đá ở Malaysia. Sau đó, Francis đến thử việc tại câu lạc bộ quân khu 4. Anh lập gia đình ở Cameroon và vợ anh mới sinh đứa con đầu lòng được 3 tháng trước khi đến Việt Nam. Cũng vì thế, việc Francis qua đời là một tổn thất lớn đối với chính gia đình của anh. Sau đó, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Nguyên Trần Tiến Đại cho biết, công ty của ông và câu lạc bộ quân khu 4 sẽ cùng lo liệu mọi thủ tục và chi phí để thực hiện chu toàn hậu sự cho Francis. Cũng theo ông Đại, sau khi Francis đột tử khi thử việc tại câu lạc bộ quân khu 4, công ty của ông sẽ lo liệu mọi chi phí nuôi dưỡng con của cầu thủ Cameroon này cho đến khi trưởng thành. Một trường hợp khác là tiền đạo Molina Gaston Eduardo. Theo đó, vào chiều tối ngày 26 tháng 2 năm 2010, cầu thủ khi đó khoác áo bình dương được phát hiện tử vong trong một khách sạn mini ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Đó là thời điểm mà lẽ ra Molina phải ở lại đại bản doanh của Bình Dương để tập luyện cùng một số đồng đội đang dưỡng thương, nhất là khi cầu thủ này không có tên trong danh sách tham dự trận đấu với Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 3 V-League 2010 do chịu án phạt do từng có hành động tự ý rời khỏi đội bóng khi không được đăng ký dự trận đấu tại AFC Cup tại Malaysia trước đó 5 ngày. Sau khi khám nghiệm hiện trường, Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội Công an thành phố Hồ Chí Minh đã kết luận ban đầu, chân sút người Argentina đang khoác áo bình dương đã tử vong vì sốc ma túy. Câu chuyện thương tâm thứ ba là cầu thủ xấu số có tên Ili Wilimena Vedeste, sinh năm 1980. Vedeste đến Việt Nam vào đầu tháng 4 năm 2006 để thử việc cho giai đoạn 2 mùa bóng 2006. Sau hai buổi thử đầu tiên chưa tạo được nhiều ấn tượng, đến buổi tập lắp ráp đội hình chiều ngày 5 tháng 4, Vedeste tiếp tục không thể tập trọn cả buổi do bị mệt. Khi đó, ban huấn luyện đã cho anh về phòng nghỉ ngơi sớm hơn so với các đồng đội khác. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, khi hai cầu thủ Đồng Nai vào phòng để chăm Vedeste thì phát hiện cầu thủ người Bỉ đang nằm ở dưới đất với máu chảy rất nhiều ở vùng ngực nhưng vẫn còn sống. Ngay lập tức, Vedeste được đưa thẳng tới bệnh viện Đồng Nai để cấp cứu. Đáng tiếc là anh đã không qua khỏi và chút hơi thở cuối cùng tại đây. Trường hợp cuối cùng diễn ra vào năm 2013. Ở thời điểm đó, Đà Nẵng đã chiêu mộ thành công tiền đạo Majid Musisi. Tưởng chừng đây là bản hợp đồng bom tấn, thì ai ngờ cầu thủ người Uganda lại chính là nguyên do lớn nhất khiến những ngoại binh còn lại hư hỏng theo. Chưa đầy một mùa giải, Musisi cuốn gói rời khỏi Việt Nam về nước mà không lời hồi báo. Đúng 2 năm sau, Musisi qua đời tại quê nhà vì dính căn bệnh thế kỷ S. Song không ai biết ngôi sao này dính bệnh thời còn khoác áo Đà Nẵng hay tới tận lúc về quê nhà. Sự hoang mang lây lan trong giới cầu thủ vì toàn đội vốn ăn ở chung với nhau. Chưa kể, những va chạm trên sân thi đấu chỉ cần lỡ dại va chạm mạnh một chút thì mọi chuyện không biết sẽ tới kết cục ra sao. May mắn là kể từ đó đến nay, Đà Nẵng hay V-League không gặp chuyện đáng buồn nào liên quan tới Musisi. Đây cũng là những thông tin cuối cùng mà kênh YouTube Bóng Đá Plus đăng tải. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!